Sau những tiến bộ vượt bậc vừa qua của bóng đá Việt Nam, dư luận đang rất quan tâm đến vấn đề VFF làm gì để giữ chân huấn luyện viên Park Hang-seo. Dù người trong cuộc cho biết họ sẽ ngồi lại làm việc với nhau 3 tháng trước khi hợp đồng hết hạn, tức là vào thời điểm tháng 1 năm 2020, nhưng không ít người đã tỏ ra lo lắng, sốt ruột bởi có rất nhiều đội bóng đang nhòm ngó thầy Park. Tuy nhiên, khi trở về từ King Cup 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF vẫn chưa có bất cứ một cuộc làm việc nào về vấn đề gia hạn hợp đồng. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không quan tâm tới chuyện ở tương lai, bởi thực tế thì gần như mọi thứ đã được thống nhất, chỉ có điều đây chưa phải là thời điểm công bố ra mà thôi. Theo một nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, họ sẽ tái ký gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân này vào khoảng tháng 10 năm nay. Đây sẽ là thời điểm đội tuyển Việt Nam đang tham gia vòng loại World Cup 2022, còn U23 thì tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30 tại Philippines. Mọi điều khoản trong hợp đồng mới sẽ được dự thảo ngay ở thời điểm này để đảm bảo là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được hưởng những chế độ đãi ngộ tốt hơn sau những gì mà ông đã mang tới. Được biết thời hạn của hợp đồng mới sẽ kéo dài ít nhất là 2 năm, dù ý kiến cho rằng cần có một bản hợp đồng dài hạn hơn để gắn bó lâu dài với thầy Park. Trong khi VFF chờ thời điểm để công bố bản hợp đồng gia hạn, tổ chức này cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những sự chuẩn bị cho các giải đấu trong năm nay. Trao đổi thông tin với giới truyền thông, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, ngay sau trận đấu giao hữu của U23 Việt Nam và King Cup 2019 của tuyển Việt Nam, thì ban huấn luyện của cả hai đội đều lập tức bắt tay vào công việc để chuẩn bị cho những nhiệm vụ sắp tới. Cụ thể, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ cùng với các cộng sự ở tuyển Việt Nam và trợ lý Kim Han-jun đang được giao nhiệm vụ cầm đội U23 sẽ theo dõi các cầu thủ thi đấu ở V-League và giải hạng nhất. Về cơ bản, nhân sự của hai đội tuyển vẫn là những cầu thủ được gọi tập trung trong thời gian vừa qua, nhưng chắc chắn là thầy Park cùng với các trợ lý của mình sẽ không bỏ qua các nhân tố mới, không loại trừ có cả cầu thủ Việt Kiều. Cả tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam đều tập trung vào tháng 9 tới đây. Tuyển Việt Nam dự kiến không có trận giao hữu nào, trong khi U23 Việt Nam thì sẽ có từ 1 đến 2 trận. Khách mời có thể là ở các đội ngoài Đông Nam Á. Do vòng loại World Cup, các đội chỉ được đăng ký 23 cầu thủ, cho nên huấn luyện viên Park Hang-seo khả năng sẽ triệu tập dưới 30 người cho tuyển Việt Nam, trong khi U23 Việt Nam sẽ nhiều hơn để chuẩn bị dài hơi hơn cho SEA Games. Ông Lê Hoài Anh cho biết, ban huấn luyện hai đội về cơ bản là vẫn giữ như hiện nay, và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ vẫn là người chịu trách nhiệm cao nhất. Phải tới tháng 11 khi U23 Việt Nam dự SEA Games 30, thành phần ban huấn luyện mới được rút gọn và gộp vào làm một. Về bản hợp đồng của thầy Park với VFF thì sẽ kết thúc vào tháng 1 năm 2020. Như vậy là cả hai bên sẽ chỉ còn khoảng 7 tháng nữa chính thức làm việc với nhau. Dù vậy thì đến thời điểm này VFF vẫn chưa bàn gì nhiều về cái chuyện gia hạn hợp đồng với chiến lược gia người Hàn Quốc. Phía lãnh đạo của VFF cho biết thì thực ra dư luận quan tâm tới chuyện gia hạn hợp đồng là rất đúng. Nhưng chúng tôi cũng không quá lo lắng trước những thông tin về thầy Park sẽ nhận lời dẫn dắt đội bóng khác. VFF gần như chắc chắn gia hạn hợp đồng vào một thời điểm thích hợp, sớm nhất là 3 tháng trước ngày hợp đồng hết hạn. Và các điều khoản tất nhiên là có điều chỉnh cho phù hợp. Ông Park mang tới rất nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam, cho nên cần được ghi nhận xứng đáng. Về cơ bản, nếu như không có gì thay đổi thì vấn đề hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ được chốt ở tại thời điểm trước U23 tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30. Theo bản kế hoạch được huấn luyện viên Park Hang-seo tiết lộ cách đây chưa lâu, thì U23 Việt Nam sẽ tập trung là mỗi tháng một lần từ nay đến tháng 10 để chuẩn bị cho SEA Games. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng đang mời các đội ngoài Đông Nam Á để làm quân xanh. Đây là điều dễ hiểu bởi các giải đấu ở trong khu vực thì các đội tuyển thường hạn chế là đá giao hữu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Để sẵn sàng cho hành trình chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games, U23 Việt Nam sẽ không thử lửa trước U23 Thái Lan hay là U23 Indonesia hay là thậm chí là U23 Malaysia. Việc đưa U23 Việt Nam tập huấn ở nước ngoài cần được tính toán rất kỹ do lịch tập trung và thi đấu của hai đội tuyển trong giai đoạn cuối năm có sự chồng chéo lẫn nhau. Đội tuyển Việt Nam với nhiều tuyển thủ ở trong độ tuổi U23 sẽ thi đấu 5 trận ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Cả 5 trận đấu này, một trận vào tháng 9, 2 trận vào tháng 10 và 2 trận vào tháng 11 thì đều diễn ra trước SEA Games 30, trong khi vòng chung kết U23 châu Á sẽ khởi tranh vào tháng 1 năm 2020. Bên cạnh việc thành lập ra hai đội ngũ huấn luyện viên riêng biệt thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng phải tính toán để phân phối lực lượng cho hai đội tuyển.
Ở lần tập trung gần nhất để đá trận giao hữu với U23 Myanmar thì trợ lý huấn luyện viên Kim Han-jun là người đã phụ trách U23 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U23 Myanmar với tỷ số 2-0. Đối với đội tuyển quốc gia thì vừa rồi King Cup 2019 là cơ hội cuối cùng để tuyển Việt Nam thử nghiệm và để điều chỉnh trước khi mà chính thức bước vào loạt trận vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9. Ở thời điểm này, bóng đá Việt Nam dồn tổng lực cho mục tiêu World Cup. Không giành được chức vô địch King Cup 2019 tại Thái Lan, nhưng tuyển Việt Nam vẫn tạo niềm tin rất lớn cho người hâm mộ. Với triết lý biết người biết ta và luôn đưa ra những đối sách phù hợp, đặc biệt là khả năng đọc trận đấu tài tình kết hợp với nghệ thuật dùng người, ông Park đã làm cho người hâm mộ sục sôi với cách đá đầy máu lửa nhưng cũng rất chặt chẽ và hiệu quả của đội tuyển. Ý đồ thử nghiệm trước tuyển Curacao của ông Park rất rõ, sơ đồ 3-4-3 vẫn ổn định, trong khi lại tùy biến thành 4-4-2 hoặc 4-1-4-1 hoặc như nửa sau của trận chung kết là 4-2-3-1 cũng cho thấy sự đột biến. Những tình huống dứt điểm của Minh Vương bị vọt xà hay là Đức Huy đã ghi thành bàn, đó là những tín hiệu rất tích cực khi bóng được luân chuyển, chồng biên và căng sệt vào rất nhịp nhàng. Bản thân ông Park cũng có lời chia sẻ với cả đội trước khi chia tay để về Việt Nam. Tôi rất hài lòng về tinh thần và sự đoàn kết của các bạn. Sau một thời gian dài khi gặp lại các bạn vẫn cho thấy sự gắn bó như một gia đình. Các tân binh cũng được hỗ trợ tốt để hòa nhập. Đây là điều tôi rất hạnh phúc vì đó là sức mạnh, nền tảng cho mọi thành công của chúng ta. Hãy giữ tinh thần này, thắp sáng khát khao vì phía trước chúng ta là những thách thức lớn hơn cũng là những giấc mơ lớn hơn. Đề cập đến việc là sẽ gọi các cầu thủ Việt Kiều hay là các tân binh khác nếu chơi tốt ở V-League để đá vòng loại World Cup 2022 thì ông Park khẳng định là tôi vẫn tiếp tục theo dõi ở V-League để tìm ra cầu thủ phù hợp với triết lý của mình. Cánh cửa của đội tuyển vẫn mở rộng với bất cứ ai có năng lực, khát vọng và thích ứng với sơ đồ của tôi. Có gọi hay không thì phải đến giữa tháng 8 thì tôi mới quyết định. Nhưng ngay từ bây giờ tôi chỉ có thể nói là tôi khá hài lòng với những gì đã diễn ra tại King Cup. Câu trả lời này của ông Park cho thấy là các quân bài trong danh sách 23 người của ông có vẻ đã ổn định, trừ những chấn thương bất đắc dĩ như trường hợp của Trần Đình Trọng, hoặc là vì lý do gì đó thì mới thay thế bằng nhân tố khác. Còn nhìn chung rất khó cho ông Park thay đổi đội hình đang có trong tay. Chia sẻ với truyền thông thì Chủ tịch VFF ông Lê Khánh Hải cũng cho biết, tại Đại hội đồng FIFA ở Pháp vừa mới kết thúc, tôi cảm thấy rất tự hào khi được đích thân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bày tỏ sự khen ngợi đối với bóng đá Việt Nam. Ông Infantino đánh giá bóng đá Việt Nam đang trở thành một hiện tượng thú vị của thế giới, nhất là bóng đá trẻ, và đang vươn lên trở thành một tầm cao mới làm thay đổi cái nhìn của thế giới. Lãnh đạo FIFA cũng khẳng định FIFA sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa cho bóng đá Việt Nam và mong Việt Nam đạt được những kết quả khả quan trong tương lai. Tôi cho rằng sự đánh giá của FIFA không phải cho vui mà sẽ là động lực để VFF lập những kế hoạch khoa học, thực tiễn cho mục tiêu World Cup. Như tôi đã từng trao đổi với báo chí, cái đích chính của chúng ta là World Cup 2026 nhưng vẫn coi World Cup 2022 là đích để hướng tới. Theo ông Lê Khánh Hải thì năm 2019, tuyển Việt Nam sẽ có 6 trận đấu lượt đi và về tại vòng loại World Cup 2022, 4 trận còn lại thi đấu ở năm 2020. Ông Hải nói là chúng ta sẽ đợi kết quả bốc thăm vào tháng 7, sẽ biết chính xác đối thủ của Việt Nam là những đội bóng nào. Theo tôi thì dù bất kỳ là đội bóng nào thì đội tuyển Việt Nam cũng vẫn phải đương đầu và cần có sự chuẩn bị tốt. Cuộc chiến nào cũng cam go, nhiệm vụ của VFF là đáp ứng những yêu cầu từ phía huấn luyện viên Park Hang-seo, đảm bảo những chế độ tốt nhất cho đội tuyển. Ngành thể thao và VFF sẽ sát cánh với đội bóng ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dồn tổng lực sức mạnh cho mục tiêu World Cup, phải biến ước vọng tưởng xa vời sớm trở thành hiện thực. Và lại trở lại với câu chuyện của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong khi chờ đợi VFF tái ký hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang-seo, thì ông bầu Đoàn Nguyên Đức vẫn đều đặn trả lương cho người thầy Hàn, dù chiếc ghế phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính giờ đã có người khác ngồi. Còn nhớ là hậu SEA Games 2017 rơi vào tầm cuối tháng 8, Bầu Đức đã viết đơn từ chức phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính. Và chỉ vài giờ sau khi huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng xin trả ghế, tuy nhiên thì ông bầu phố núi vẫn phải chờ đến cuối năm 2018 mới chính thức thôi việc từ Đại hội VFF nhiệm kỳ 8 diễn ra. Trong lúc ngồi chờ chia tay VFF thì Bầu Đức đã lặng lẽ sang Nhật đi Hàn để tìm thầy cho bóng đá Việt Nam. Ba lần nằng nặc mời huấn luyện viên Park Hang-seo, Bầu Đức mới thỏa mãn và đưa lãnh đạo VFF đến tận Hàn Quốc ký hợp đồng.
Ít người biết rằng việc bầu Đức chọn ông Park bên cạnh việc phải có một nhà cầm quân giỏi là mong muốn phá vỡ ý định của VFF đưa một huấn luyện viên lội lên dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Nhớ lại lần mời người thầy Hàn này thì ông bầu phố núi đã bị nghi ngờ và hứng chịu búa rìu dư luận rất lớn vì tướng mạo ngộ nghĩnh của ông Park Hang-seo lẫn đẳng cấp của ông ấy khi chỉ đang nắm một đội hạng 3 ở Hàn Quốc. Thế nhưng tài năng và tính cách của ông Park thì đã chinh phục hoàn hảo cả những người trong và ngoài cuộc bóng đá Việt Nam. Ông Park đã giúp các học trò đánh bại chủ nhà U23 Thái Lan 2-1 ở giải M150 Cup, đại thắng 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020 và mới nhất lại chiến thắng đội tuyển quốc gia Thái Lan 1-0 ở ngay trên đất Thái Lan tại giải King Cup 2019. Đội tuyển Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch Đông Nam Á sau lần đăng quang AFF Cup 2018 cùng hàng loạt chiến tích ở đấu trường châu Á như ngôi Á quân U23, bán kết ASEAN, tứ kết Asian Cup 2019 và lọt vào đến vòng chung kết U23 châu Á 2020. Nghệ thuật chọn và dùng người của ông Park cũng xua tan đi những nghi kỵ ông thân thiết với bầu Đức sẽ chọn nòng cốt cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai trong đội tuyển. Đã rất nhiều lần, ông thầy người Hàn Quốc nhấn mạnh ông cùng với các cộng sự trong ban huấn luyện đích thân đi xem và chọn cầu thủ dựa vào năng lực và phong độ chứ không phải là bởi sự thân quen. Dù có điều có lẽ huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chưa biết là mức lương tháng vào khoảng 35.000 đô kể cả chi phí đi lại đều do bầu Đức chi trả chứ không phải là VFF. Việc này bầu Đức đã từng chia sẻ như một cách thể hiện tấm lòng của ông đối với các đội tuyển Việt Nam và VFF trong thời điểm còn gặp nhiều khó khăn. Mới đây thì ông bầu phố núi đã bật mí thành lập câu lạc bộ 100 tỷ đồng từ khoản gom góp những người bạn để nhằm hỗ trợ cho VFF trả lương cho thầy ngoại. Trở lại đại hội VFF nhiệm kỳ 8 hồi tháng 12 năm 2018, chiếc ghế phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính, tài trợ của bầu Đức đã thuộc về ông Cấn Văn Nghĩa. Cựu giám đốc khu Liên hiệp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình khi nhậm chức cũng có nói sẽ xem xét lại khả năng chi trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo nhờ những nguồn thu lớn khác từ thương hiệu của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên thì đã hơn nửa năm trôi qua, lời hứa của ông Nghĩa gió bay và hiện tại là ông bầu Đoàn Nguyên Đức vẫn gánh khoản chi này giúp cho VFF. Một đại diện của Hoàng Anh Gia Lai tiết lộ trước ngày 10 mỗi tháng tiền lương sẽ chuyển đầy đủ vào tài khoản của huấn luyện viên Park Hang-seo, họ không cần quyền lợi gì từ nghĩa cử của mình. Chợt nhớ sau lần giúp đội tuyển U23 Việt Nam giành vé chơi vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 1 sang năm cũng là lúc mà hợp đồng của ông Park với VFF kết thúc. Lúc ấy người ta hỏi ông thầy Hàn chuyện tế nhị đến khi nào thì mới tái ký hợp đồng với VFF. Ông Park từ tốn nói về nguyên tắc khoảng 6 tháng trước khi hết hạn, hai bên sẽ ngồi lại với nhau thương thảo. Chưa biết sau đó thì bầu Đức có còn trả lương cho huấn luyện viên Park Hang-seo nữa hay không.